Bộ Ngoại giao, hai nghệ sĩ Việt đã được tại ngoại, chờ cơ quan chức năng Tây Ban Nha xử lý. Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha, ngày 25 tháng 6, cảnh sát đảo Mallorca, Tây Ban Nha thông báo đã bắt giữ hai công dân Việt Nam với cáo buộc xâm hại tình dục đối với trẻ vị thành niên 17 tuổi và xâm phạm quyền riêng tư. Hiện hai công dân đã được tại ngoại và trong quá trình chờ cơ quan chức năng Tây Ban Nha xử lý. Ngay sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán đã triển khai bước đầu các biện pháp bảo hộ công dân, làm việc với cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin, đề nghị phía Tây Ban Nha đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam, cũng như kịp thời cung cấp thông tin về diễn biến tình hình xử lý cho Đại sứ quán. Bộ Ngoại giao chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha tiếp tục theo dõi sát vụ việc, giữ liên hệ chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại, sẵn sàng các biện pháp hỗ trợ công dân kịp thời theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam và sở tại. Sáng 1 tháng 7, dư luận xôn xao thông tin một diễn viên, một nhạc sĩ nổi tiếng có hành vi xâm hại tình dục cô gái Anh 17 tuổi. Sự việc xảy ra vào tối thứ 6 ngày 24 tháng 6 trên đảo Mallorca, Tây Ban Nha. Theo thông tin sau đó, được biết bộ đôi nghệ sĩ này bị bắt tại một khách sạn vào ngày 25 tháng 6 và hiện đã được tại ngoại nhưng bị cấm ra khỏi Tây Ban Nha trong khi cuộc điều tra đang diễn ra. Mặc dù có rất nhiều nghi vấn đồn đoán, song hiện nay danh tính của hai nghệ sĩ này chưa được tiết lộ. Ngay sau khi sự việc ồn ào xảy ra, chia sẻ với phóng viên, luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng Luật sư Chính pháp, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho biết, nếu thông tin hai nghệ sĩ bị tố hiếp dâm cô gái Anh 17 tuổi tại Tây Ban Nha là thật thì đây là một sự việc đáng buồn, không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn là hành vi rất đáng lên án về mặt đạo đức, làm xấu hình ảnh quốc gia, nhất là khi đó là nghệ sĩ có sức ảnh hưởng với giới trẻ. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những thông tin ban đầu, do đó cần phải có thông tin cụ thể chính xác từ các cơ quan chức năng của nước sở tại. Xét về góc độ luật pháp, theo luật sư Đặng Văn Cường, trong trường hợp hành vi của hai nghệ sĩ cấu thành tội hiếp dâm, theo quy định tại Điều 6 Bộ Luật Hình sự 2015, công dân Việt Nam có hành vi phạm tội ở lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà Bộ Luật Hình sự quy định là tội phạm thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tại Việt Nam, theo quy định của bộ luật này. Mức phạt đối với tội hiếp dâm nếu phạm tội đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị phạt tù từ 5 đến 10 năm. Mức phạt cao nhất với tội danh này có thể lên đến tù chung thân trong các trường hợp cụ thể. Bên cạnh đó, luật sư Cường cũng cho biết thêm, việc xử lý tội phạm diễn ra tại nước ngoài còn cần đến sự hỗ trợ của nước bạn thông qua các hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và nước sở tại. Việc dẫn độ tội phạm giữa hai nước phải bảo đảm phù hợp với những điều khoản đã ghi trong hiệp định tương trợ tư pháp. Nước ký kết này sẽ dẫn độ công dân của nước ký kết kia đang ở trên lãnh thổ của nước mình cho nước kia để tiến hành truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc để thi hành bản án quyết định hình sự. Trong trường hợp không có hiệp định tương trợ tư pháp, việc tương trợ trong việc dẫn độ, hỗ trợ điều tra sẽ phụ thuộc vào sự hợp tác của các quốc gia trên nguyên tắc có đi có lại trong từng trường hợp cụ thể. Hiện nay Việt Nam và Tây Ban Nha có ký hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự. Theo dự luật mới được thông qua tháng 5 năm 2022 ở Tây Ban Nha, quan hệ tình dục không đồng thuận có thể bị coi là tội hiếp dâm và phải chịu án tù lên đến 15 năm. Theo Điều 179 của Bộ Luật Hình sự Tây Ban Nha, người phạm tội hiếp dâm có thể bị xử phạt từ 6 đến 12 năm tù. Tuy nhiên, hồi tháng 5 năm 2022, Quốc hội Tây Ban Nha thông qua dự luật yêu cầu phải có sự đồng thuận rõ ràng đối với các hành vi tình dục. Dự luật mới xác định sự đồng ý là sự thể hiện rõ ràng ý chí của một người, rằng sự im lặng hoặc thụ động không phải là sự đồng ý. Vì vậy, quan hệ tình dục không đồng thuận có thể bị coi là hiếp dâm và phải chịu án tù lên đến 15 năm. Với vụ việc này, cần chờ kết luận chính thức từ phía cơ quan tố tụng trên cơ sở các căn cứ pháp lý và tiến trình thực hiện thủ tục tố tụng tại nước sở tại. Theo đó, nếu có dấu hiệu tội phạm, các cơ quan chức năng sẽ cần tiến hành các cuộc điều tra, xác minh làm rõ hành vi của các cá nhân có liên quan để có căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật. Luật sư Đặng Văn Cường kết luận.